Thì giờ gắn này làm gì ăn giờ anh Huy? Hôm nó đủ ăn mẹ đi. Hôm nó đủ hả? Hôm nó đủ con ăn không? Ăn đủ không? Con ăn đủ được không? Đây nè, hồi nãy mình kêu chặt ra, cái anh Huy nói là hầm nguyên con gì chút chặt ra. Ok các bạn ơi, hôm nay mình dắt nghe mình qua đây chơi nè các bạn. Nó muốn chào các bạn nha. Nó muốn xem cảnh này. Giờ thấy nhóc nhỏ đưa ngồi ở đó đi coi nó làm gì. Đi. Đi. Ở đây đẹp không? Đẹp. Quy quá trời đẹp. Ừ. Ê nhóc, mày làm gì vậy? Mới gặp được con rắn. Đâu? Nè. Đi đâu mà gặp rắn vậy? Mới thấy con bò ở đây nè. Rồi mày đi đâu mày gặp rắn vậy? Đi chăn bò. Chăn bò hả? Dạ. Chăn bò hả? Dạ. Trời ơi. Rắn bự vậy. Giờ cho đi. What? Sao? Cũng được nữa. What the fuck? Cho đi rồi làm đồ ăn cho ăn. Dạ. Lấy không? Lấy đi. Cho lấy phải không? Cho chú đi nha. Dạ. Ok các bạn ơi, cái nhóc nó đang chăn bò sao gặp rắn này nó bắt. Thấy ở đâu à? Mới bỏ ở đây nè. Ghê vậy? Giờ cho chú đi. Đây các bạn ơi. Đó, giờ gắn đứa nhóc nó cho mình nè. Thì giờ gắn này làm gì ăn giờ anh Huy? Hôm nó đủ ăn mẹ đi. Hôm nó đủ hả? Hôm nó đủ con ăn không? Ăn đủ không? Con ăn đủ được không? Dạ được. Thì điện ra đi kêu nó mua đủ luôn đi. Mua ra thêm mớ bún nữa ha. Ừ. Rồi ok. Ok các bạn ơi, mình sẽ điện cho anh Tiện mua đồ lại hầm cho nhóc ăn luôn các bạn. Chào bạn. Nãy mình mới lại. Nguyên đang bằng gắn. Gắn là siêu to luôn. Gắn sinh của nhóc á các bạn. Mà chút để cho nó ăn luôn các bạn ơi. Gắn sinh nè. Gắn này mình không biết làm các bạn ơi. Bắt luôn nhắm bắt luôn. Tại giờ mới phi tỏi xong, giờ đổ nước vô chuẩn bị cho nó sôi lên mình hầm con gắn đi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi gọt đu đủ thôi. Ok các bạn ơi, gắn hồi nãy mình làm mặn sạch sẽ rồi, giờ mình rửa nước sạch lần nữa các bạn ơi cho nó sạch. Ok các bạn ơi, nước quá trời sôi, giờ mình bỏ gắn vô nè các bạn. Mình để nguyên con gì nè, mình mổ bụng xong rồi. Mình không có mổ, mình cắt khúc khúc gì nè. Để hồi chín cái mình cắt nó ra luôn. Cắt ra bỏ vô lần nữa. Đó, gắn với mỡ nè. Hết biết. Đây anh em mình đang hầm gắn các bạn ơi. Ồ có cầu vồng không anh Huy? Có. Đó. Nãy giờ quên bỏ xả vô các bạn ơi. Cầu vồng kìa. Hơi khó thấy chút. Tại vì hiện giờ trời đang nắng mà mưa lâm râm các bạn, nên có cầu vồng. Ở ngoài nhìn rất là rõ luôn. Quỷ này mua đủ sao chăng nhách đó trời. Thì thấy có mình nên bà đó bán à. Ôi tôi lại mình luôn. Ai kêu hối với trời, nói gắn khủng gì, người ta hết hồn, người ta đi mua lìa luôn. Thì có mấy đó điện chứ không lại dốc chi. Tại có nên bà đó bán à, còn con trái mọc luôn á. Sắc vuông vuông á anh Huy. Nó ngon. Muốn được rồi, muốn vuông hả? Tại em thích gì nó tròn. Tròn thì có tròn. Mà đu đủ đó ăn cũng ngon mà, đúng không? Ừ. Phải nó mới dịch chút nó mới ngon ha. Ok. Đây nè, nãy mình kêu chặt ra, cái anh Quyên nói là hầm nguyên con gì chút chặt ra. Đó, hơi bị phê luôn các bạn ơi, con này rất là to luôn. Bỏ đủ vô các bạn ơi. Đủ hay nhiều ha? Hơi bị nhiều quá. Ôi một nồi luôn. Ê một chảo chứ. Cầu vồng nữa bạn. Đưa đó vồng lên luôn. Ở trên đó có thêm một cái cầu vồng nữa nhưng mà nó hơi bị mờ. Là tổng cộng 2 cái luôn. Rồi đem lên Huy. Nãy giờ đem mình hầm cũng lâu rồi các bạn. Có nước mắm không? Có đem nước mắm lại không? Có. Đem miếng nước mắm cho nó thơm.
Nãy hầm mà thèm muốn chết luôn nha. Chịu không nổi luôn. Thèm không? Thèm. Tí muối thôi. Cái gì nuốt không miếng được cái trời. Đường. Đây bạn ơi, gắn hầm mình đã chín rồi. Giờ anh em mình sẽ thưởng thức trên bếp luôn. Tại giờ này cũng sụp tối rồi, anh em mình hầm lâu quá trời nên hơi tối. Ok các bạn ơi, đó chín rồi, giờ mình thưởng thức dưới đây luôn tại vì trời tối quá rồi các bạn ơi. Nhóc tên gì nè anh Huy? Tên gì ạ? Tên Nghĩa. Tên Nghĩa hả? Dạ. Ở đâu gặp nó vậy? Mà... đi qua bển mới thấy đó. Nghĩa, Nghĩa có Nghĩa ủ không? Không. Không hả? Đây các bạn. Ồ, đã. Mời các bạn nha các bạn. Ăn bún ớt hả? Bún ớt. Nó ngọt. Ngọt ngay à các bạn ơi. Rắn nha, nó đủ hầm gì nó phê lắm. Đây. Mời cô chú ăn bún với, chung với con nha. Đây nè các bạn, rắn nè. Ồ phê. Chấm vô nước mắm rồi. Ba người hồi nãy kêu đem 4-5 chén lại, đem có 3 cái chén. Ai biết đâu. Nóng. Nóng quá. Ngon. Gắn này ăn cái cà phê luôn các bạn ơi. Này phải đu đủ mỗi dịch nữa là cái màu rất là đẹp luôn. Này đu đủ hay còn non. Để mời các bạn miếng bún các bạn. Cay quá. Mời cô chú ăn gắn chung với con nha. Mình hầm hơn nửa tiếng đồng hồ các bạn. Mình gắn nó chưa gục nữa tại gắn già quá. Ngọt thấy bể luôn. Ok mời các bạn nè. Vô cay quá các bạn ơi. Đây nè. Gắn quá trời thịt nè. Cái này gắn gì? Gắn hổ hành. Ăn thơm mùi hành ghê. Ăn vô hôi nách quá. Bậy, ăn hôi nách ai ăn? Thường nên hôi nách, hôi hành đó. Thơm. Quá rõ. Rồi vừa bón bếp vậy nó sôi cái ăn nó đã rồi bạn ơi. Đây để mình thử bạn ơi. Thì cũng ít ăn gắn lắm. Hôm nay thử cái món hầm đu đủ coi. Ồ gắn rồi. Mời bạn nha. Nay không biết ăn gì chứ mua bún ăn luôn. Vụ nó đợi lâu quá nó về các bạn. Nước nó về vừa ăn ghê ha. Em mặc áo đỏ chừng trâu nha. Nguyên mày trâu luôn rồi. Đó. Trâu ơi, tao bảo trâu này. Thì gắn này bốc ăn mới được các bạn ơi. Mời bạn nha. Nó chấm nữa bạn. Ồ, ướt không? Dai ha. Thịt nó nhiều mà thơm mới bởi trời. Hầm này ngon chứ. Ngon. Ngon không? Ngon. Và
làm phải ngon chứ. Đó. Ngon. Rút cục đủ rồi. Để hồi gục luôn bây giờ. Mở lên Nguyên. Để đây. Mấy viêm hai nữa ông quăng mở này đã. Để mời các bạn em mở nha các bạn, ghê nè các bạn ơi. Phê ha. Con cho gắn mấy chú gì cha con biết, cha con có chửi không? Trời ơi trời, dài quá. Làm ngớ các bạn. Trời ơi, ủ ghê trời. Ông có biết đâu. Ông không có biết đâu. Mỡ này ăn rất là béo các bạn ơi. Ăn này khỏi ăn cơm chiều luôn. Xương giòn nha. Ừ. Giờ này gần 6 giờ các bạn ơi. Nay mình ra đây 3 giờ mà lên quay 6 giờ rồi. Đây nè mới đã nè. Ớt này ra còn ăn, ớt cũng đã. Sao chú làm gì ăn được không? Được. Ngon không? Ngon. Ngon mới mốt kiếm người thấy kêu chú nữa, chú làm cho ăn nữa, làm món khác lại. Ok. Người nãy giờ có đi dắt bò vô chuồng vô gì chưa? Nãy dắt rồi. Dắt rồi hả? Ok bạn ơi. Anh em mình nãy giờ cũng thưởng thức xong cái món gắn này. Gắn hầm đu đủ, no nê rồi. Vậy anh em mình xin dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn ơi. Giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn clip tiếp theo. Giờ này cũng tối rồi, anh em mình tranh thủ về thôi. 6 giờ rồi. Bye bye.